Vâng, xin chào anh chị các bạn. Trong bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn một cách nhanh gọn một phần lý thuyết và một phần thực hành về việc là tổ chức các cái chiến dịch và quảng cáo trong tài khoản của bạn. Và để thuận tiện thì tôi cũng có quay màn hình cả phần lý thuyết lẫn cả phần thực hành cho các anh chị. Thế thì tại sao mình cần phải tổ chức các cái chiến dịch quảng cáo trong tài khoản của mình? Bởi vì Google AdWords họ mong muốn là chúng ta nên thiết lập tài khoản dưới theo một cái công thức là đầu tiên là tài khoản, sau đó là các cái nhóm quảng cáo, sau đó là các cái từ khóa, đúng không? Nó theo cái sơ đồ cây như này. Đấy, thế thì ở đây AdWords đã được chia thành 3 lớp, đúng không ạ? Là lớp tài khoản này, lớp chiến dịch và lớp nhóm quảng cáo. Thế tài khoản đây thì nó chính là cái email của chúng ta. Chúng ta đăng ký là xong, đúng không? Gồm có là email và thẻ thanh toán. Thế còn chiến dịch thì nó chính là cái chiến dịch mà mình chạy, đúng không? Thì nó sẽ có ngân sách này, cài đặt riêng để xác định các quảng cáo của mình chạy và từ nào như thế nào, đúng không? Thế cái phần cấp dưới của nó là nhóm quảng cáo thì nó sẽ chứa một loạt các cái quảng cáo tương tự và các cụm từ được gọi là từ khóa đấy. Thì dưới nhóm quảng cáo thì mình sẽ đi thẳng vào các cái từ khóa đấy. Thế chúng ta có thể nhìn đến sơ đồ ở đây là người ta đưa theo sơ đồ cây tài khoản này, chiến dịch, cài đặt ngân sách, bên dưới là nhóm quảng cáo và dưới cùng là từ khóa. Thì đúng cái sơ đồ cây như vậy. Và lời khuyên của Google đưa ra cũng như là của rất nhiều những chuyên gia chạy Google AdWords tại Việt Nam thì người ta nói rằng là bạn nên tổ chức cái chiến dịch cũng như cái tài khoản quảng cáo của mình thành nhiều các cái nhóm quảng cáo khác nhau và các cái chiến dịch khác nhau. Thí dụ như thế này, nếu mà bạn chạy quảng cáo cho một cái trung tâm đào tạo, ví dụ như của tôi chẳng hạn, đúng không? Thì tôi có sản phẩm Facebook, sản phẩm AdWords, sản phẩm email, sản phẩm sale, đúng không ạ? Sản phẩm chiến lược, sản phẩm bán hàng với vân, thì bạn nên chia các cái sản phẩm đó ra thành từng các chiến dịch và thành từng các nhóm chiến dịch cụ thể. Đấy, thì cái việc chia nhỏ những cái chiến dịch và các nhóm chiến dịch ra thì sẽ giúp tiết kiệm được cái chi tiêu cũng như là giúp cái việc là tăng được cái hiệu quả của chiến dịch lên, bởi vì những cái từ khóa nó có một cái sự liên quan nhất định đến cái phần chiến dịch quảng cáo của chúng ta. Và cái người dùng, người ta xem quảng cáo thì người ta có xu hướng nhấp vào những cái nhóm chiến dịch mà các cái từ khóa nó được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái gợi ý về mặt lý thuyết, đúng không ạ? Thí dụ như ở đây trong cái cuốn sách này người ta cũng nói rằng là nếu bạn chạy TV thì bạn sẽ chạy một chiến dịch TV riêng, chạy máy ảnh một cái chiến dịch máy ảnh riêng. Thậm chí trong TV đấy bạn có thể chia thành chiến dịch Samsung, chiến dịch LG, đúng không ạ? Chiến dịch những cái thương hiệu khác, Sony, mình chia nhỏ ra thành các chiến dịch hoặc các nhóm chiến dịch nhỏ hơn, hoặc là màn hình phẳng, hoặc là màn hình plasma, vân vân, đúng không? Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ phân bổ cái chiến dịch như vậy trong cái quá trình chúng ta làm. Và chúng ta có thể là thao tác như thế này, được chưa ạ? Vâng, thì đây chúng ta sẽ vào cái phần tài khoản quảng cáo của chúng ta. Đấy, rồi chúng ta sẽ vào cái tab chiến dịch. Đấy, thì cái lý thuyết nó là như thế, đúng không ạ? Tức là chúng ta nên áp dụng theo cái cách là chúng ta sẽ chia thành từng nhiều chiến dịch và thành nhiều nhóm chiến dịch. Thế thì chúng ta sẽ tạo ra ví dụ như thế, thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái chiến dịch, tất nhiên là chỉ mạng tìm kiếm, đúng không ạ? Liên quan đến TV, liên quan đến máy ảnh, liên quan đến Facebook, liên quan đến Google, liên quan đến SEO. Và trong từng cái chiến dịch đấy mình sẽ có các cái nhóm chiến dịch và các cái nhóm từ khóa cho các cái nhóm chiến dịch đó. Vâng, thì như vậy tôi giới thiệu sơ lược một chút về lý thuyết để cho các bạn hình dung ra, được chưa ạ? Vâng, thế thì AdWords nó cũng có một số những cái giới hạn thì giới thiệu qua qua thôi vì các bạn không cần thiết lắm, đúng không? Ví dụ như là bạn có thể lưu trữ được 10.000 chiến dịch, 20.000 nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch, đúng không? 20.000 mục tiêu nhắm, rồi thì 300 quảng cáo hiển thị hình ảnh, 50 quảng cáo văn bản, 4 triệu quảng cáo đang hoạt động, vân vân. Nó có rất là nhiều những cái quy định của nó, đúng không ạ? Rồi thì 5 triệu nhắm mục tiêu, 1 triệu nhắm mục tiêu theo chiến dịch cho mỗi tài khoản, 10.000 mục tiêu theo vị trí, 20 danh sách phủ định, 65.000 vị trí danh sách phủ định, vân vân vân. Thì đấy là những cái thông số về tài khoản. Thì các bạn có thể xem trên tài liệu nhé. Tôi cũng không cần phải trình bày hết như thế cho các bạn làm gì. Ok, thì cái video này rất là ngắn và đơn giản thôi, giới thiệu về một chút cái lý thuyết liên quan đến việc là cơ cấu của một cái tài khoản và cơ cấu của một cái chiến dịch theo sơ đồ cây, và chúng ta nên làm như thế để tăng được hiệu quả lên.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.